Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo thì trong tháng 2 âm lịch, con giáp này là một trong 3 con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Tân Hợi đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho rất nhiều người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng chắc chắn là cũng không kém phần nể phục, kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần đó. Vâng, và qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch thì sẽ giúp phần nào cho chúng ta hiểu được điều đó. Trước khi bước vào phần luận giải, quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh Thoa Xuyến Kim, là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngại ngần mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc đến bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra khá lạnh lùng. Tháng này công việc làm ăn của gia chủ tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Trong công việc vấn đề bạn gặp phải, dù đã nỗ lực nhiều nhưng không ghi nhận được chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ, một điều nhịn, chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ, sức đề kháng suy giảm. Nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp quý âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Hợi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc nhiều trở ngại, khó khăn. Gia chủ phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc hiệu quả đã được như mong muốn. Sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp. Thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán. Do đó, để tránh được những rắc rối này, bạn cần làm việc có đầu, có cuối, đặt ra kế hoạch rõ ràng và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ được suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục công việc tránh dục tốc bất đạt, vội vàng, dễ dẫn đến sai sót, không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Bạn nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích lớn trong tương lai. Tháng này cơ hội tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân với việc học cao lên, nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người.
dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Thời điểm này chính là thời điểm không thích hợp để tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó, trước khi dốc tiền đầu tư vào bất kỳ một lĩnh vực nào, cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời xu nịnh dụ dỗ của người khác mà tiền mất tật mang, thậm chí còn ảnh hưởng tới tài chính của gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 2 âm lịch, tuổi Tân Hợi sẽ có sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng miễn bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ dần ổn. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bản thân bất ổn. Các gia chủ tuổi Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, vận đào hoa ảm đạm, nhân duyên không vượng, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của gia chủ. Tình hình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên khiến không khí gia đình ảm đạm, tác động tiêu cực đến tâm lý con cháu trong nhà. Người độc thân hay đang sống một mình cũng khó có cơ hội gặp được người phù hợp, hoặc thậm chí đã gặp được nhưng cơ hội thành công không lớn. Nữ mệnh nên chú ý cách ăn nói, tránh thái độ cực đoan từ trong suy nghĩ mà ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của mình. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão Lục Hợp Tuất Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Hợi, trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa.
ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Hợi sinh năm 1971 trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi 1971. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.